Thì đây là một cái định nghĩa, một cái function bình thường thôi đúng không? Nhưng mà trong lập trình đối tượng người ta gọi là method, tức là phương thức để mô tả thể hiện cái hành vi của cái đối tượng tương ứng nhỉ. Với đây là hành vi di chuyển, hoặc là ví dụ như là có một cái hành vi khác là hành vi speak, về gọi là tiếng kêu đấy, đúng không? Kêu của con vật như thế nhỉ. Thì đây là cái định nghĩa của một lớp nhé. À, thầy đã nhấn quay rồi. Ví dụ như ở đây thầy sẽ có một cái mô tả hành vi di chuyển chẳng hạn như là head out, fly, run, swim, vân vân. Ví dụ về speak, tức là tiếng kêu ấy, ví dụ như là con mèo nó kêu meo meo chẳng hạn, đúng không? Chó nó kêu gâu gâu chẳng hạn thế. Con hổ nó kêu gầm gừ đấy, cái thế gầm vân dạ. Thể hiện cái hành vi nhá, hành vi đặc trưng của vân vân dạ. Rồi giả sử như nếu giả sử ta cần một cái hành vi về 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 input thông tin nhập liệu ấy, đúng không? Ta có thể là input input info chẳng hạn để nhập thông tin, đúng không? Rồi thích ta cần có một cái method để nó có thể show thông tin của con vật ra, show info chẳng hạn. Đấy, kể thế thì chúng ta có thể xây dựng các cái anh này để nó sẽ thể hiện những cái hành vi nha, behavior của con cái nhóm động vật đó. Thì cái lớp animal này nó đại diện cho nhóm động vật animal, cái tên của nó sẽ nói lên cái điều đấy. Nhóm động vật về đại cái là nhóm nhóm đối tượng về động vật nha, một nói chung. Thế thì chưa? Thế nhá, cái này thế được nhá. Bây giờ xuống xuống cái lớp lớp này này lớp thầy tạo cái hàm main. Thì cái lớp bên trên nó chỉ là cái nơi mô phỏng nhóm đối tượng tương ứng thôi, còn bây giờ mình muốn có một cái đối tượng cụ thể thì mình phải tạo ra đó nhá. Thì cái câu lệnh để tạo đối tượng create một cái object, ta có đầu tiên là tên của cái lớp đó nhỉ. Sau đó đến đến tên của đối tượng ta muốn tạo, ví dụ như là cat chẳng hạn thế đó, bằng new animal. Thì đây đây chính là ta đang tạo cái câu lệnh này, chính là câu lệnh tạo ra một cái đối tượng có tên là cat. Dạ, một đối tượng, đây là đối tượng này thế. Nhưng mà cái đối tượng thực sự nó là cái này đây, đối tượng thực sự đấy nhỉ. Nếu mà xét về bản chất nhỉ, bản chất của vấn đề đây đây, cái chỗ thầy quay đây nó chính là cái chỗ mà ta, nó mới là tạo đối tượng thực sự nhỉ. Đây dùng bán để ta dạ phải tạo thì cái chỗ này cái này nó cần chỉnh và nó sẽ tạo ra một đồng thời nó gọi đến hàng tạ không dạ đồng thời nó gọi đến hàng tạ không số nhỉ dạ đấy
tạo những công việc trình là nó có tên chung nữa hoặc tên chủ tương lai và nó có cái số đó là còn sau trong công việc dạ. Nhưng mà ở bên trên cái định nghĩa lớp animal ấy, trên thầy không hề định nghĩa một cái hàm tạo hết. Dạ, không hề tạo ra cái hàm tạo hết. Dạ, thì nó gọi thì làm sao mà nó gọi được? Thì ở đây các em thấy nó vẫn gọi được và nó không hề có lỗi. Thầy sẽ thử. Nó không có lỗi, nó vẫn chạy bình thường. Dạ, không hề có lỗi gì cả. Là bởi vì Java ấy, trong Java ấy, nếu như mà ta không tạo ra cái hàm tạo không không tham số thì Java nó tự tạo cho mình khi khi ta cố tình gọi đấy nhé, ta cố tình gọi cái hàm tạo không tham số mà nó không có lớp animal, không có cái hàm tạo này, thì Java nó tự tạo cho mình tự tạo cho mình một cách ngầm định nhá, và nó sẽ mặc định và cái mục như ta vừa đấy ta nói là hàm tạo mục đích để làm gì, là để khởi tạo giá trị ban đầu, khởi tạo gì cho các cái thuộc tính của đối tượng nhá. Đây chính là đối tượng đấy nhá, đây đối tượng này đấy, thì cái đối tượng này nó đang gọi đến cái hàm tạo không tham số nhưng không có, thì hệ thống nó tự tạo ra cái hàm tạo đấy và nó sẽ khởi tạo giá trị ban đầu cho các cái này này, cho các cái thuộc tính này. Dạ, là giá trị ứng với kiểu dữ liệu của cái thuộc tính đấy. Cụ thể là đối với kiểu số thì nó sẽ là giá trị mặc định là không. Ví dụ string là kiểu chuỗi đúng không? Kiểu chuỗi mặc định của nó sẽ là null. Null vì là string thực ra là đây là không phải là kiểu kiểu nguyên thủy mà đây là kiểu kiểu tham chiếu đúng không? Có chữ s in hoa ấy, nha. Anh chị mặc định bắt đầu là null nhé. Bây giờ ta sẽ thử xem có đúng không? Để ta in thử ra. S out cat. Bây giờ ta muốn truy cập vào những cái member của đối tượng đấy, ta chỉ việc chấm một cái. Giống hệt như trong C nha. Trong cấu trúc C chấm một cái thì các em nhìn thấy nó những cái gì mà nó in đậm lên, ví dụ a gender id name, nó là những cái mà do ta tự tạo ra rồi. Method input info move show info speak là những cái in đậm ấy, là những cái do mình tự tạo ra thì nó cho vào đây nha. Đấy, ví dụ như thầy sẽ in ra cái id xem sao nha, cat chấm id đó, em nhìn thấy nó không? Giá trị mặc định của những dữ liệu kiểu số là không nha, kiểu số là không. Còn bây giờ ta in thử cái name ra sao nhé, ta chưa hề khởi tạo giá trị gì cho ID của cat, cho name của cat mà ta đang dùng luôn đấy, chưa hề khởi tạo gì, dùng luôn đó thì nó null. Nó sẽ thì cái ông này mình đang gọi cái hàm tạo không không tham số. Những vấn đề chỗ ta chưa hề định nghĩa thì hệ thống nó tự tạo ra cái hàm tạo này. Và nó khởi tạo giá trị luôn cho các cái thuộc tính của đối tượng hoặc các thuộc tính này, đối tượng là giá trị mặc định của kiểu dữ liệu luôn. Thì đấy là điều thứ nhất, đó là gì, đó là ta không bắt buộc phải phải tạo ra hàm tạo. Nó không bắt buộc nhỉ, khi đó hệ thống nó tự tự tạo ra cho mình. Nhưng nếu mình muốn giá trị ban đầu của đối tượng nó không phải là những cái, hay là nó là những giá trị mình mong muốn mình thích chứ không phải là giá trị mặc định ở đâu đấy của hệ thống hay là của kiểu dữ liệu, mà mình thích rằng là cái cat cái ban đầu ID của nó phải thế này, name của nó phải thế này, tuổi nó phải thế này, đó, rồi sẽ giới tính nó phải thế kia, vân vân. Thì lúc lúc đó ta sẽ chủ động tạo ra cái hàm tạo. Bây giờ thầy sẽ tạo ra cái hàm tạo không tham số nhé. Đây.
Đây, ta chỉ cần đánh chữ Andy một cái, xong Ctrl cách thì nó ra gợi ý. Nó gợi ý cho mình luôn đây này. Em chọn luôn này. Thế xong rồi mình thích thích rằng là ban đầu nó chứa cái gì, nó mang cái gì thì mình cứ được đây. Tôi thích ban đầu ID là 124. Tôi thích ban đầu name là moon. Moon. Tôi thích ban đầu gender là một. Tôi thích tuổi là 1.5. Đấy. Thì khi đó nếu ta chạy đó, các em nhớ lập tức là cái đối tượng cat của ta ấy, nó sẽ nhận 1, 2, 4 moon là những cái giá trị mà ta đặt ở đây. Là bởi vì cái ông này này lúc này là ông ấy gọi cái hàm tạo không đánh số và nó lên trên cái lớp enable, nó thấy có cái hàm tạo đấy. Có này, nó sẽ thực hiện các lệnh trong hàm tạo đấy. Trong đấy nó sẽ gán cái 1, 2, 4 cho ID, môn cho name, một cho gender, 1.5 F cho age. Nhưng mà làm sao mà cái cat nó lại nhận được? Wow, sao lại nhận được? Vì bản chất là như thế này, bản chất cái ID này nó là this.id, nó là this.id, nó là this.name, bản chất đấy nhá, bản chất đó. Chẳng qua là mình không thể hiện ra thì người ta gọi là ngầm định. Java nó có một cái cơ chế ngầm định, là gì? Là trong trường hợp không cần thiết, như bạn ấy vừa nói là không cần thiết thì ta không cần thiết phải nêu this ra, hệ thống vẫn hiểu được đấy là this nha. Đấy, đấy thì đây là cái cơ chế gọi là cơ chế ngầm định nhé. Ta không nêu ra không sao cả, ta nêu ra thì người ta gọi là tường minh hóa vấn đề đó. Lúc này cái this này, như thầy nói là nó đại diện cho cái đối tượng hiện thời. Nó là đối tượng gì? Nó là cái đối tượng mà gọi những cái hàm hàm mà chứa cái sys, tức là gọi hàm tạo này. Đây là hàm tạo đúng không? Nó đang chứa cái sys. Thì cái đối tượng nào gọi cái hàm tạo không tham số là chứa sys, thì sys này chính là đối tượng đấy. Thì cái chỗ thầy bên là chỗ này này, new animal này, là tạo ra một đối tượng mới nhỉ, đồng thời là gọi cái hàm tạo không tham số nhỉ. Đấy, thì cái this này chính là cái đối tượng mới tạo này. Vì ông ấy đang gọi mà phải đang tạo con số thì cái this là đối tượng đó. Đấy bản chất của vấn đề đấy nhá. Xong sau khi xong xuôi hết mọi thứ rồi thì lúc này nó mới gán cho cái cat này. Cái cat này bản chất nó không phải đối tượng đâu, bản chất nó là một cái tham chiếu thôi, cái biến tham chiếu. Hay là các là nó biến có kiểu animal, nó được gán bằng cái đối tượng thì thành ra nó là đối tượng. Nó chứa đối tượng thì nó là đối tượng, là thì ta gọi bằng, nhưng mà bản chất nó chỉ là biến tham chiếu nhá, nó là một biến có kiểu animal, nó được gán, đây chính là phép gán đấy, đúng không? Gán lại cho cat thì cat chứa đối tượng mới thì ta hiểu cat là đối tượng. Thì this.id có nghĩa là cái câu lệnh này có nghĩa là gán 1 2 3 4 cho ID của this. Tức là gán 1 2 4 cho ID của cái đối tượng mới này này. Nhưng mà lúc này ta nhìn thế này nó hơi hơi khó chịu, hơi khó hiểu, thì ta cứ hiểu đơn giản như cat là một cái đối tượng mới đi nha. Thì lúc này 1 2 3 4 được gán cho ID của this, ta hiểu là cái this này nó là cái cat. Vì ông ấy đang gọi ông ấy đang gọi đến cái hàm tạo này là cái hàm tạo chứa this. Vậy thì cái this này nó là cái cat, thành ra là gán 1 2 3 4 cho ID của this, bản chất là gán 1 2 4 cho ID của cái cat này. Gán 1 2 4 cho ID của cái này, thành ra khi mình in ra cái cat.id
Thì các em thấy kết quả nó hiển thị được là 1, 2, 4. Đấy, yeah. Name, môn. Đấy, thế là bản chất của vấn đề đấy. Đấy, bản chất đây nhá. Chất. Thế nhưng bây giờ giả sử rằng thầy thầy muốn tạo ra một cái hàm tạo mà nó chỉ có nhiệm vụ là khởi tạo giá trị cho ID thôi. Dạ, cho mỗi cái thuộc ID thôi. Người ta cũng hoàn toàn làm được. Người ta có cái tên của class này. Dạ. Xong rồi ta có một cái tham số để nó nhận lại cái giá trị ID. In ID này. Dạ. Lúc này thì ta cần phải có this.id bằng ID để nó phân biệt cái thuộc tính đối tượng với cả tham số của hàm tạo, vì hàm này tên giống hệt nhau nha. Tên giống hệt nhau nên ta cần phải nói rõ this.id. Đúng như thế. Còn nếu như mình muốn tạo ra một cái hàm tạo mà nó có đầy đủ tham số, có nghĩa là lớp có bao nhiêu thuộc tính thì hàm tạo có bấy nhiêu tham số nha, thì ta cũng vẫn gõ chữ ăn đi chẳng hạn, cam chân cách nó hiện ra cái ý cho mình luôn này nha, thì ta chọn luôn này, chọn luôn này. Thì nó tự động nó sẽ generate cho mình luôn, tạo cho mình luôn mà mình không cần phải viết mất công viết nha. Đây làm thật. Lúc này các em sẽ nhìn thấy tất cả các tham số ở đây đều có tên giống hệt với các cái thuộc tên của các thuộc tính, nên bắt buộc phải dùng this thì mới phân biệt được. Dạ. Phân biệt được ID của tham số với ID của thuộc tính. Trong đó this.id chính là ID của cái đối tượng hiện thời. Nha. Lúc này ở dưới hàm main thầy lại tạo một đối tượng mới animal dog bằng new animal. Và thầy sẽ gọi đến cái hàm tạo đầy đủ tham số nha. Thầy truyền đi 5, 6, 7, 8. Thầy truyền đi tên là mực. Thầy truyền đi tuổi. À đâu, giới tính là không chẳng hạn. À không, ok. Truyền đi cái tuổi. À, tuổi là 2. Thế rồi. Ở đây nó có lỗi. Nó có lỗi là bởi vì là nó không convert được từ in trong byte. Tức là cái giới tính của ta đã để kiểu byte đúng không? Cái số 0 này nó đang hiểu 0 kiểu in. Nên ta ép kiểu sang kiểu byte. Dạ, thì lúc này đây chính là chỗ này tạo đối tượng mới này. Dạ. Lúc này nó sẽ gọi đến hàm tạo đầy đủ tham số ở phía trên này. Đây, cái này này. Wow. Truyền 5, 6, 7, 8 cho ID, truyền mực cho name, truyền 0 cho gender, truyền 2 cho age nha. Sau đấy trong phần cuối lệnh gán lại ID cho ID của this. ID của this. This ở đây là cái nào? This ở đây là đối tượng hiện thời, là cái đối tượng mà gọi những cái hàm tạo đầy đủ tham số này đó, dog gọi những hàm tạo đầy đủ tham số. Dạ. Thì this ở đây chính là đó nha, this.id tức là ID của dog, hay là ID của dog sẽ nhận lại cái giá trị trong cái tham số ID này, mà nó nhận lại từ giá trị chính là 5, 6, 7, 8. Vậy ID của dog sẽ là 5, 6, 7, 8. Dạ. Truyền chuỗi mực cho name, xong lại gắn name cho name của this, chính là gắn name cho name của dog.
Thành ra name của nó sẽ nhận lại mực. Nó kiểu tức là đó, đấy là cái thể hiện của rõ của this. Tôi in thử xem có đúng gì không. Thế nào drop.id, thế nào doc.name. Đấy, 5678 này, mực này. Chứ nó không nhận 124 với cả mul. Bởi vì nó gọi cái hàm tạo 4 tham số. Hay là được. Chứ nó không gọi cái hàm tạo này. À, hàm tạo này. Dạ, không gọi ông này. Nha, mà nó gọi ông này. Đấy. Thì this nó sẽ đóng vai trò là đó. Không có hàm tạo 4 tham số, lỗi ngay. Bởi vì lúc đấy hệ thống sẽ không hiểu là gọi là sẽ gọi hàm tạo nào. Nó thế là nó không có ý nghĩa thực tế. Thứ hai là hệ thống nó sẽ có lỗi ngay nha. Đấy, thì dừng một chút để các em xem trở lại nhé, xem có vấn đề gì. Các hàm tạo chỉ khác nhau ở cái tham số trình bảng. Đúng là số lượng tham số thôi, chúng phải khác nhau về số lượng tham số. Đã có một ông hàm tạo có một tham số thì không được phép có một hàm tạo, à tức là có được phép có hàm tạo có một tham số khác đấy, nhưng mà nó phải là phải tạo giá trị cho cái thuộc tính khác. Cho thuộc tính khác, ví dụ như bên trên có hàm tạo có một tham số là ID rồi thì ta phải tạo ra một hàm tạo có một tham số là name chẳng hạn. Thế thì ok nhá. Ok, ta thử chứ xem là Java nó có đồng ý không nhé. Thử luôn này, animal string name này. This chấm name bằng name. Được nhá. Còn đã có bốn tham số rồi thì không thể có bốn tham số khác được vì nó không có ý nghĩa thật nhá. Có nhiều cái một tham số, nhiều cái hai tham số, nhiều cái ba tham số, nhưng chỉ có một cái bốn tham số vì nó phải tạo đầy đủ thôi. Phải tạo cho tất cả các cái thuộc tính. Ở đây sẽ cái public này là một trong 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 ba cái từ khóa liên quan đến vấn đề về gọi là access modifier. Access modifier tức là cái bộ từ truy cập. Thì tí nữa thầy sẽ nói đến nha. Không có public thì sao mà có public public thì sao nha. Chuyển đối số như thế nào thì hàm tham số tương ứng nó sẽ được gọn. Nếu chuyển đi đối số là một số nguyên thì chắc chắn hàm này nó sẽ được gọn. Nếu chuyển đối số là một chuỗi thì không là sẽ được. Hai hàm cùng một số là số nguyên này, nó sẽ không hiểu được đâu. Thì lấy ví dụ như là cái ông lấy thêm một cái đấy nhá, ví dụ như là để sửa cái này đi.
Chờ cái này nó là in nha, in gender nha. Đấy, xong rồi xuống đây ăn đồ in gender ở đây đúng không? This chấm gender bằng thì nó không hiểu được. Dạ. Nó không hiểu như thế. Nó không hiểu được thông qua tên, nó không chấp nhận cái việc hiểu qua tên mà nó phải có sự khác biệt thông qua, nếu có cùng số lượng tam số thì nó phải khác nhau về về kiểu dữ liệu. Dạ. Không hiểu không? Đấy nhá, sửa lại cho này thành bài nhá. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Thế tranh thủ đây thầy sẽ nói tiếp nhá. Bây giờ thầy sẽ có một cái modify như sau, sửa như sau nhá. Ở cái thuộc tính ID này này, ID này thầy để là private, private ID. Private là một ổ từ truy cập. Ổ từ này nó có cái mức độ bảo vệ thuộc tính ở cấp độ cao nhất nhỉ. Ổ từ truy cập private này nó có cái mức độ bảo vệ cho thuộc tính, hay là có cái cấp mức độ bảo vệ ở ở mức độ là cao nhất. Cụ thể là khi thầy đặt cái private ở trong tình huống này là cho ID ấy, thì cái thuộc tính ID này nó chỉ có thể truy cập từ trực tiếp từ bên trong cái lớp animal này thôi. Không thể đi truy cập được trực tiếp ID từ bên ngoài cái lớp animal này. Đây ví dụ như là xuống đây kèm okay, thấy nó lập tức báo lỗi này. Ta đang truy cập vào thuộc tính ID một cách trực tiếp từ bên ngoài ngoài cái lớp enable. Đây là ta đang truy cập vào trong cái lớp lesson 9 này, đúng không? Ngoài lớp enable chạm vào lỗi vào vật lỗi để nó báo này. ID has private access in enable, nghĩa là nó có cái mức độ truy cập là private ở trong enable. Thì chỉ truy cập được trực tiếp trong đấy thôi. Thế thì có nghĩa là cứ ở bên ngoài lớp đấy ta không truy cập được. Tuy nhiên trên thực tế có một số các tình huống ta phải truy cập được, ta cần phải truy cập được để ta hoặc là ta xem nó chứa cái giá trị gì để ta có cái hành động tiếp theo cho project. Nếu không ta không không lập trình được như thế, hoặc là ta cần phải modify lại cái hay là update lại cái giá trị ID ta đã truy cập vào đi để ta update lại cái giá trị của nó để nó mang giá trị mới. Theo theo cho phù hợp với thực tế. Thì trong những tình huống mà ta muốn truy cập vào 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 ID để ta xem hoặc ta sửa, ta cần phải làm như thế. Thì lúc này chắc chắn rằng nếu ta không có cách thì ta không thể truy cập được. Không thể truy cập. Thì lúc này ta dùng một cái cơ chế gọi là getter, getter và setter. Cơ chế getter và setter. Trong đó getter là cái cơ chế sẽ dùng để
lấy thông tin của thuộc tính. Còn cái setter ấy dùng để thiết lập, đó, thiết lập có thể hiểu là update hoặc là modify, thiết lập thông tin cho thuộc tính. Thế nếu muốn tạo getter thì bản chất của getter setter đều là các, nó chỉ là các cái phương thức thôi, chậm phương thức. Muốn tạo getter ta làm như sau này, ta đánh chữ get, sau đó nhấn Ctrl cách, nó sẽ hiện ra một loạt các cái getter cho các thuộc tính. Ví dụ ta thích getter cho id, chọn get id. Ta sẵn luôn. Các em thấy bản chất nó chỉ là các cái phương thức thôi. Trong trường hợp này get id, các em thấy nó sẽ return giá trị của id. Thì lúc này vì ta không truy cập được trực tiếp vào id để lấy thông tin ở đây, nên đơn giản là ta sẽ thay thế nó bằng là các chấm get id. Đó, thì ta gọi đến cái method cái id là nó sẽ return giá trị của id. Thì cái này nó chính là truy cập gián tiếp id. Không truy cập được trực tiếp, ta phải truy cập gián tiếp. Thông qua một cái method gọi là getter để xem thông tin. Tương tự ở đây doc.id thì không thể gọi trực tiếp như thế được. Doc.get id. Thế thử cái này nó vẫn lấy được bình thường. Thế còn nếu chúng ta muốn thiết lập setter cho thuộc tính, ta đánh chữ set trước. Ctrl canh, nó ra một loạt luôn. Chọn set id. Cái setter nó sẽ có một cái tham số để nó nhận giá trị mà ta muốn thiết lập. Sau đấy thì nó sẽ thiết lập cho cái thuộc tính tương ứng của đối tượng mà gọi đến cái setter đấy. Ví dụ như ở đây các chấm id bằng 1357, cái này là không được. Ta không thể truy cập trực tiếp được. Ta sẽ thông qua setter để ta thiết lập. Đưa 1357 vào làm đối số truyền đi. Sẽ thử xem nó có nhận được bằng 1357 không nhé. Đấy, 1357. 1357 này. Đó, thì đấy là cái ý nghĩa của getter và setter. Cho phép truy cập vào những cái member mà có cái mức độ bảo mật cái cấp độ nào đó. Dù có thể là cao nhất hoặc là bình thường. Như vậy ở đây chúng ta
đang nói đến các vấn đề về class, vấn đề về object, vấn đề về constructor, vấn đề về getter, vấn đề về setter. Và ý nghĩa của chúng. Tất cả những cái vấn đề này trong các môn học đằng sau cũng như các phần kiến thức đằng sau đó, chúng ta đều sẽ gặp lại. Và sau đó đi làm chúng ta cũng vẫn gặp lại. Tất cả những vấn đề này đều gặp lại chúng. Rồi bây giờ các em xem là có chỗ nào đang khó hiểu không, thầy sẽ support lại. Có bạn nào gặp vấn đề gì không? Có bạn nào gặp vấn đề gì à? Thì tốt quá. Thì tiếp tục nhá. Đó, như vậy thì đã giải thích theo cách thức là code demo cho nó dễ hiểu nha. Các cái vấn đề mà chúng ta vừa mới tìm hiểu đó. Tìm hiểu.